Chùa Diệu Đế tọa lạc tại khuôn viên 100 Bạch Đằng, thành phố Huế, bên bờ đông của sông Đông Ba là một trong số 3 ngôi quốc tự của triều Nguyễn còn lại ở Huế. Ngôi chùa này có một vị trí khá quan trọng trong lịch sử Phật giáo tại Huế. Khuôn viên chùa nằm gọn giữa 4 con đường, phía trước là đường Bạch Đằng chạy dọc theo một nhánh sông Hương, phía sau là đường Tô Hiến thành gần chùa Diệu Hỷ, bên trái là con đường mang tên chùa Diệu Đế và bên phải là đường chùa Ông. Khuôn viên chùa Diệu Đế, xưa vốn là đất phủ Phúc Quốc công Hồ Văn Bôi, cha của bà Hồ Thị Hoa, là tá thiên nhân hoàng hậu của vua Minh Mạng. Tại mảnh đất này, năm 1807 bà Hồ Thị Hoa đã sinh ra hoàng tử Nguyễn Phúc Dung, sau đổi thành Nguyễn Phúc Miên Tông cho vua Minh Mạng. Hoàng tử Miên Tông đã lớn lên tại ấp Xuân Lộc ở phía đông của kinh thành này, và sau đó trở thành vua Thiệu Trị năm 1840 đến năm 1847, vị vua thứ ba của triều Nguyễn. Theo Đại Nam Thực Lục, chùa Diệu Đế được xây dựng vào tháng 3 năm 1844. Vua cho cải đổi phủ của mình thành Diệu Đế Tự và sắc phong quốc tự. Trong bài văn bia dựng tại chùa, vua Thiệu Trị đã giải thích việc đặt tên chùa như sau. Thẻ ngọc sách vàng ghi những yếu thuật tốt đẹp lúc đầu, lòng Trương Phụng Triện làm rõ cái lý lưỡng toàn diệu hóa ở Diệu Nguyên, phát rõ chân như ở mật để cho nên gọi chung là chùa Diệu Đế vậy. Và nay lập chùa ven sông triều cũng chốn kinh thành, bao che và nhìn ra chốn xe thuyền đông đúc, chấn tỉnh những kẻ hiếu lợi mê hoặc cạnh tranh để hướng dẫn họ vào điều thiện. Bởi vậy, dù được xây dựng muộn nhất trong số 3 ngôi quốc tự còn lại ở Huế cùng Thiên Mụ Tự và Thánh Duyên Tự, nhưng chùa Diệu Đế lại có một vị trí đặc biệt bởi nó được gắn liền với cuộc đời và tên tuổi vua Thiệu Trị. Năm 1885, kinh thành Huế thất thủ và bị quân Pháp chiếm đóng, chùa Diệu Đế bị trưng dụng làm trụ sở một số cơ quan của triều đình vua Đồng Khánh. Đến năm 1887, nhiều công trình tại chùa Diệu Đế bị dỡ bỏ, chỉ còn lại chánh điện Đại Giác, cổng Tam Quan, gác đạo nguyên cùng hai tòa lầu chuông trống phía trước. Năm 1910, gác đạo nguyên cùng hai lầu chuông trống tiếp tục bị dỡ bỏ. Mãi đến năm 1953, chùa Diệu Đế mới được trùng tu lại, với sự hỗ trợ của bà Từ Cung, mẹ vua Bảo Đại cùng các Phật tử, điện Đại Giác được đổi thành điện Đại Hùng. Từ ngoài đường Bạch Đằng qua khỏi Tam Quan chùa, bên trái là Bi Đình, lầu bia, còn bên phải là Trung Đình, lầu chuông. Có hai quả chuông lớn, Đại Hồng Trung, được đúc để tôn chí ở chùa Diệu Đế, một quả đặt ở Trung Đình phía gần Tam Quan, một quả treo ở lầu chuông, bên trái điện Đại Hùng. Hai quả chuông đồng được đúc vào năm 1846 thời vua Thiệu Trị, là hai trong số các pháp khí nổi bật của nhà chùa. Điện Đại Giác được xây dựng lại trong đợt đại trùng tu chùa vào năm 1953 và đổi gọi là Điện Đại Hùng, chánh điện có 4 cột trụ đúc bê tông. Cùng trần điện được nghệ nhân Phan Văn Tánh, tác giả vẽ bức bích họa Cửu Long Ẩn Vân ở Lăng Khải Định, vẽ bức tranh Long Vân Khế Hội gồm 5 đầu rồng ẩn trong mây ở trần điện và 4 con rồng trên 4 cột trụ chính. Đây là tác phẩm vô cùng đặc sắc và quý giá, được công nhận là bức tranh vẽ trên trần lớn nhất Việt Nam vào năm 2008. Trải qua thời gian hơn 60 năm, tòa chánh điện đã xuống cấp nên năm 2018 nhà chùa quyết định xây dựng tiếp một tòa chánh điện mới ở sát ngay phía trước tòa chánh điện cũ. Vì hai tòa chánh điện cũ và mới sát liền với nhau cũng có điều bất tiện, và với ý muốn bảo tồn bức bích họa Long Vân Khế Hội nên cuối tháng 9 năm 2022, nhà chùa lại thuê một công ty chuyên nghiệp di rời chánh điện cũ lui lại phía sau thêm 18 mét cho tiện việc tu sửa, bảo quản, gìn giữ các dấu tích mang tính lịch sử của công trình cũ, và cũng để tạo cảnh quan thông thoáng, phù hợp với các hoạt động của nhà chùa. Ở giữa của chánh điện mới có treo bức Hoành Phi, Diệu Đế Quốc Tự, thầy Thích Hải Đức trụ trì chùa Diệu Đế cho biết được hoàn thành ngày 4 tháng 3 năm Giáp Thìn, 1844 năm Thiệu Trị thứ tư. Hai phía đầu hồi tiền sảnh bài trí tượng thập bát La Hán bằng đất với đầy đủ các biểu hiện tâm trạng vô cùng sống động. Bức bích họa Long Vân Khế Hội nằm trong gian chánh điện cũ, phía sau bức tường đặt bàn thờ. Điện Phật được bài trí tôn nghiêm, các tượng thờ đều đặt trong khám thờ có kính. Hương án giữa thờ Tam Thế Phật, Đức Phật Thích Ca, Bồ Tát Chuẩn Đề, Tôn Giả Ca Diếp, Tôn Giả A Nan. Án thờ hai bên có tượng Phật, Bồ Tát Di Lặc và tượng Thánh. Hai bên ngôi điện Đại Giác là hai lôi gia tôn trí tượng Bát Bộ Kim Cang và Thập Bát A La Hán. Đây là hai bộ tượng cổ với nét tạo tác đặc sắc, sinh động. Tôi là Vũ Nga Hằng, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã cùng tôi tham quan chùa Diệu Đế.